Xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu và xin chúc mừng các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia của Hà Giang. Và thưa quý vị, chúng ta vừa được chứng kiến lễ công bố và trao danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia dành cho tập quán xã hội và tín ngưỡng chầu Phong Liêu, Phong Vai, xã Phong Vai, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Thank you.
đến từ xã Xin Cái. Tiếp theo chương trình xin trân trọng kính mời quý vị đón xem. Ông tay không này mới chất này. Đến từ xã Nậm Ban. Kính thưa quý vị khán giả, hãy dành một tràng pháo tay thật lớn để chào đón hai nghệ nhân. Xin chào các bạn nhé. Lấy ngon lê đi lê ra nói bay lù. Với cộng đồng, với thiên nhiên núi rừng và thể hiện giá trị văn hóa,
làm nên bản sắc độc đáo riêng của người Mông. Các bài biểu diễn khèn bao giờ cũng có nội dung vui nhộn, ý nghĩa chúc tục và lời mời bạn bè cùng tụ họp vui chơi. Tiếng khèn làm quên đi những khó khăn vất vả sau một năm chăm chỉ lao động mệt nhọc, góp phần gắn kết tình bạn, tình yêu, tình làng xóm với nhau. Cho ta cho ta cho từng mỗi tôi.
đấy, thấy rong sông ồ ôi tô mi cùi cho tòa đấy qua ta rong ồ ta chứng đi cù cho Oh, that.